Chào mừng anh em đến với kênh Lành CFM. Hôm nay em sẽ làm toàn bộ skill của game Tây Du Ký. Thì game này Tây Du Ký bản 1. Bản 1 này thì khá là dễ. Ít ít kỹ năng, ít chiêu. Bản này thì dùng mưu chứ không dùng kỹ năng nhiều. Các bạn chơi lâu các bạn sẽ biết, các bạn mới chơi thì sẽ thấy khó, nhưng mà chơi lâu rất là dễ. Thôi anh em xem mình ra skill nha. Toàn bộ skill à, không, thiếu một vài skill, không có hướng dẫn trên bảng. À, cho mình nói sơ cái Satan ở phiên bản này được được nhà phát hành chăm chút rất sướng. Anh em biết chơi thì chơi con này bá đạo lắm, bá trong tất cả các con nhân vật. Đây và đây đây là bản siêu cấp, bản bản tiếp theo của đó, Tây Du Ký. Thì bản này nhiều nhiều kỹ năng hơn, nhiều thịt chiêu và có chiêu hút máu. Thì anh em chịu khó tìm hiểu ngũ hành tương sinh tương khắc nha. Phải rõ ngũ hành mới hút máu được. Mình đã có ví dụ trên bảng này nè. Bát giới thì hút ở dòng dòng ma ở dưới sông Thông Thiên, còn cái dòng 1 này là của Bạch Long, dòng 2 của Sa Tăng, dòng 3 bát giới, dòng 4 của Tiểu Ông Nữ, dòng 5 của Bạch Long, dòng 6 của Tình Thiên, dòng 7 của Tiểu Long Nữ, dòng 8 của Satan. Hết. Thank you.
Đây đây là phiên bản đặc biệt tiếp nối của bản siêu cấp. Bản này thì mỗi nhân vật có thêm một chiêu cuối. Bản này có nhiều nhân vật khác nhau, có cả boss. Bản này có cho nha đổi nhân vật. Anh em gồng mát năng lượng rồi nhấn star, rồi di chuyển qua lại sẽ đổi nhân vật. Chúc anh em may mắn, chúc anh em may mắn, may mắn.